Huấn luyện viên Pep Guardiola của Manchester City đã phàn nàn về việc đội bóng của ông thiếu sự chuẩn bị cho mùa giải mới và điều đó đã thể hiện dưới cái nóng như thiêu như đốt ở thủ đô Hy Lạp. Nhà vô địch châu Âu không thể có các tiền vệ đầy sáng tạo là Kevin De Bruyne và Bernardo Silva do chấn thương và bệnh tật. Việc De Bruyne vắng mặt 4 tháng do chấn thương gân kheo nghiêm trọng càng làm trầm trọng thêm tình trạng mất hỏa lực của đội chủ sân Etihad do không còn Ilkay Gundogan và Riyad Mahrez. Sevilla khởi đầu mùa giải La Liga mùa này bằng thất bại đáng thất vọng 1-2 trên sân nhà trước Valencia. Nhưng cũng giống như cách họ đã làm ở mùa giải trước, với việc giành chức vô địch Europa League lần thứ 7, khi kết thúc giải đấu quốc đội ở vị trí thứ 12 nhưng đăng quang ở đấu trường châu Âu. Thủ môn Yassin Bao, Sevilla, chơi trận đấu có thể là trận cuối cùng của mình cho câu lạc bộ trước khi chuyển đến đội bóng của Al Hilal, Ả Rập Xê Út. Tuyển thủ Maroc đã từ chối một khởi đầu trận hoàn hảo của Manchester City khi anh cản phá cú đánh đầu cực mạnh của Nathan Ake đưa bóng vào góc thấp khung thành. Nhưng đoàn quân của Guardiola sau đó không còn kiểm soát bóng tốt và bị trừng phạt ở phút 25. Inesiri giáp Sevilla vượt lên dẫn trước với pha đánh đầu từ đường truyền của Marcos Acuña. Manchester City vẫn không chơi tốt ở đầu hiệp 2 và suýt chút nữa nhận thêm bàn thua. Sevilla có lẽ hối hận vì phung phí cơ hội khi Manchester City bất ngờ có bàn gỡ ở phút 63. Sự ra đi của Mahrez đã mở ra cơ hội cho tài năng, cây nhà lá vườn, câu tận dụng cơ hội của mình. Rodri là người hùng của Manchester City với bàn thắng duy nhất trong trận chung kết Champions League mùa trước và cầu thủ người Tây Ban Nha lần này đã kiến tạo một đường căng ngang chuẩn xác để Palmer đánh đầu tung lưới thủ môn Bao Âu. Ở thời gian còn lại của trận đấu, hai đội đã tạo được một số cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn thắng, buộc phải phân định thắng thua ở loạt đá 11m. Pep dường như đã thấu hiểu nỗi khổ của Mourinho khi AS Roma thua đối thủ khó chịu Sevilla trên chấm 11m tại chung kết Europa. Sevilla có thể yếu đuối tại La Liga nhưng tại Cup châu Âu họ lại thể hiện một bộ mặt khác. Manchester City sau đó thắng 5-4 trong loạt đá luân lưu sau khi hậu vệ Nemanja Gündoğan, Sevilla, thực hiện không thành công lượt đá của mình.